Chào Nhâm nhá, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Mỹ Nhật 286. Hôm nay thì đề về 24. À thật đấy, nay thì chịu rồi, hôm qua ra 23, nay ra 24 nhưng mà đấy, hôm qua tổng 5 nay ra tổng 6 này, hai con sát nhau này thì khó quá. Nó cũng lọt khe hôm qua con 23, lọt khe con 25, là chúng ta còn con 24. Nói chung là cũng không thể hốp được anh em ạ. Khoai thật, khoai sắn thật sự. Lô tô thì 1991 của mình vẫn chạy cố sang ngày thứ hai thì cụ cũng đi rồi, không còn cái gì cả mọi người nhé. Sao vậy nhỉ? Lại vậy là chúng ta lại tạch được 2 hôm tròn chính à? Ba hôm trước thì ăn được thông, 2 hôm nay thì chúng ta lại trượt. À, ok, cố gắng vào ngày mai. Hôm nay nói chung là quay mình cảm nhận là cũng khá là láo một chút, vì chúng ta thấy là có 32 hai nháy này, tiếp tục 38 hai nháy. À, rồi thì là 67 này, 68 này, 76 này, 78 này, 88. Tính sơ sơ đây là đôi. Ở đây là 4, ở đây là 6. 6 cặp hai nháy thì tổng cộng là mất 12 con rồi. Bắt đầu tính cả lô rơi thì đầu 0, đầu 2, đầu 3 thì rơi lại con 31 này, đúng không ạ? 4 thì không rơi rồi, 5 thì hôm qua ra khá là. Ở đây ra được 4 con, này lại cầm này, 6 không rơi, 7 thì ra lại 76 đây đúng không? Cộng thêm mấy con lô rơi nữa là mất hết giải của những cái con khác rồi. Đấy. Nói chung là ngày hôm nay quay rất chối, không có gì gọi là đáng khen cho hội đồng xổ số cả. Khắm là được, khắm thì đúng hơn đúng không ạ? Thì vào ngày mai này các bạn cũng như là anh chị em chúng ta sẽ cùng lưu ý cho mình. Hôm qua thì khá là đen mấy đường cầu, ví dụ mình bắt cho anh em bạch thủ 63, 34, 343 thì chắc là sẽ ăn được, cộng với 0330 nữa. Bởi vì là mình cũng bảo với anh em rồi, nó vào phần lô rơi này, cho nên là mình sẽ không chốt. Hôm qua thì 33 cộng với con kép 00 thì nếu mà để mà bắt thì chắc chắn là chúng ta sẽ bắt được thôi, đúng không ạ? Nhưng mà lại vào phần lô rơi mất, thành ra chúng ta lại không được kết cho lắm. Thì ở đây ngày mai nếu mà cầu mình có một cái đường cầu đây chắc chắn và tự tin nhất thì mình sẽ bắt cho anh em cũng như là các bạn cho ta cầu 79 và con 97 mọi người nhé. Chúng ta chỉ có 2 số thôi dành riêng cho ngày 26 tháng 12, thì anh chị em cũng như là các bạn chúng ta thích cũng như các bạn đã kết thì các bạn thì vào cầu theo cầu con 79 và con 97 của mình mọi người nhé. Hay là cái đường cầu mình soi hôm nay mình cũng đã dành ra rất nhiều thời gian rồi, gần 2 tiếng rồi chỉ để soi một con lô mọi người ạ. À, xin phép thì cái đường cầu này mình cũng không tiện chỉ ra cho anh em. À, nhưng mà nói chung là nó khó mọi người nhé. Nói chung là đường cầu khó, cho nên là mình cũng coi như là chỉ tốt cũng như là nói mồm để cho anh em cũng như các bạn ta chơi theo thôi. À, các bạn thấy ưng thì các bạn ta vào tiền cho ngày 26 tháng 12. À, về phần đề đóm, hôm qua thì mình có dự đoán cho anh em chúng ta bạch thủ đề con 83 cộng với cái dàn đề của mình. Thì bộ 24 chúng ta chắc là không được ăn rồi. Bộ 24 thì móm anh em ạ. Cái đường cầu nào, cầu đề nào thì nó cũng gãy thôi. Ví dụ bảng đề hôm qua bắt chạm 8, chạm 7 tại cái vị trí này đúng không? Sang ngày thứ 7 thì ra được con 24 này thì đúng là cũng không biết phải nói gì. Ừ, thì ngày mai xác định hên xui. Cũng chưa biết thế nào cả. Mình xem ở trong cái bảng xổ số ngày hôm nay thì nhiều con hai nháy thế này, ví dụ như 6776 chẳng hạn, nó ra 4 nháy rồi, ra 4 nháy 6776. Ngày mai thì những cặp số này mình cũng đang có cái dự tính, đó chính là bắt theo bộ 12. Đặc biệt nhé, hôm qua ra 24 rồi đúng không, thì nay bắt theo bộ 12. Được ăn thì chúng ta ăn, được thua thì thôi nghỉ thôi đúng không ạ. Rất là nhanh gọn đấy thôi. Bắt theo bộ 12 thì cộng với nay thì khá là nhiều lô hai nháy, nổi bật nhất đó là 6776 bắt theo bộ 12. Thì nổi bật nhất thì chúng ta sẽ bắt bạch thủ cho mình, đó chính là cặp 62 và con 26. Chúng ta bắt rơi lại chạm 2 tiếp mọi người nhé. Khả năng cao là sẽ bệt cho các bạn ta khoảng 3 ngày, chạm 2, 23, 24, ngày mai 26, 25 thì anh em thể tham khảo và lót vào cũng được. Nhưng bộ 02 thì mình cũng không ưng lắm nên mình cho anh em thẳng luôn bộ 12. Thì chúng ta trong dàn bộ 12 chúng ta có 121 này,
262 này, 6776 này và cuối cùng là 1771. Trong khi đó là xong thủ lô 7997. Đây. Câu này thì mình cũng nhấn mạnh cho anh em. Tức là cầu phải ra, con bạch thủ đề thì mình dựa theo cảm tính thì mình kết cho anh em ta là 26 hoặc 62. Kết vậy thôi chứ cũng không có cái gì nó gọi là cầu kèo kỹ các bạn nhé, chỉ kết thôi. Thì anh em cũng như các bạn đã ưng thì các bạn đã chơi chơi theo cái kênh của mình. Tại 2 ngày rồi thì khi vào ngày mai, ngày thứ ba quà tam và bận thì chúng ta sẽ có nhiều chiến thắng cũng như là may mắn hơn. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em chúng ta vào cái video ngày mai của mình ở trên kênh Minh Nhật 286. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.